Anh nói cái giò anh hình như thấp không? Bên đây nè. Bên đây mía nè. Sáu chừng lận.
không, mà cái nào nó đụng đất thì thôi. Cái này đâu có mục đâu mà sợ. Cái nào cao thì mình hái thôi. Cái nào cao mình chơi. Má. Cái này ngoài bìa thấp nè. Không, vậy nè, vậy là vô nè. Đúng rồi, lụm hai cái. Chim lên miếng nữa hả? Chạy qua mấy này nè Phước. Mấy này lụm mấy cái gạch vào bên đây đó. Nè nè. Đó. Rồi, còn cái cục này. Khoan, từ từ, cái này nó cao rồi luôn nè. Lấy sợ mà được không? Lấy cái gì là sợ miếng này chút rồi có giá gì không? Đó, ổng có sợ hết. Nè. Sợ với cái miếng gạch đó đó. Chút à. Ừ. Rồi, để miếng gạch vô. To quá. Miếng gạch để bề kia kìa. Cầm vô. Rồi. Chút đỉnh à. Sao chứ? Rồi để cái chậu lên là nó êm à. Mày đâm miếng này vô nè. Đi nha. Cái này cũng cao nữa nè. Không coi coi. Nè. Mới giờ vô cái bên kia. Không có này hỏng nè. Hỏng mới lúc vô. Vô hỏng mới lúc vô chứ còn chứ đụng nè. Rồi kim 2 mét. Rồi. Đi luôn. Rồi anh ơi, trời Phước ơi. Phước ơi. Rồi. Rồi. Kỹ, kỹ. Kỹ. Dạ. Kỹ. Kỹ nha. Kỹ nha. Kêu bằng bạn á. Nó nhỏ hơn kêu bằng kỹ đi. Nó nhỏ xíu mà. Dạ lại không? Cái cam đêm á. Lăn lên sao? Ở nhà ăn cá cho thấy luôn. À, tôi giờ mới ăn. Dạ. Nè, thế là sao nè? Thôi. Mình nắm cái dĩa. Rồi vậy đi. Cô lại dịch chiếc xe giùm con. Con đứng lại nha. Sơn qua sơn này bạn. Thấy cái chậu nhỏ qua chạy xong ra đem qua. Rồi xích ra đó. Xích ra nè. Xích ra. Cảm gì nó ngủ vậy? Mệt. Lúc ăn chưa có vợ á. Có vợ rồi mà không có con. Nó tới 4 vợ rồi. Vợ quá trời luôn coi. Sao tuổi gì mà vợ quá trời. Mấy nó tuổi gì? Tuổi hợi. Ủa tuổi hợi sao nhiều vợ vậy? Vậy mới nói vợ nhóc luôn. Hợi quá trời. Quá. Con sợ luôn. Ông. Ông đi rồi. Ông đi rồi. Lên lấy 5 người á.
cái này không có sức khỏe, không có lực làm nổi. Rồi, đứng thử. Từ nó đều xuống chân à. Từ từ nó lúng nó im mà. Rồi. Hồi bơm nước ra xịt nó mà chân mềm nó lúng xuống. Bơm nước ngâm với chặt chuối cây thả vô. Nuôi cá nha. Thì chặt chuối cây thả vô bơm nước vô phải không? Chặt chuối cây á, chuối cây tươi mà nó chặt chặt vài khúc bỏ vô ngâm rồi xả nha, mà xả 2-3 lần mới nuôi được. Nó với trồng sen. Thôi trồng sen cũng xả ăn luôn đi. 10 ngày hay thả cá con. Như lá bàn á cô, lá bàn. Đem cái chân nhỏ qua nữa. Đem qua đi rồi ta giả được luôn. Cô đem lá bàn nhớ cũng được nữa. Bỏ vô. Nuôi cá được nha. Về luôn cô ơi. Về luôn. Cô có hai cái gì á? Bà cô. Tại con rít chật hà. Đi theo không biết làm được gì không, hay ăn không rồi. Ăn mà con ớt mà con hay ăn nhiều chứ. Ăn nhiều vô. Chị hai cũng vậy, chị hai mập như heo mà chị hai vẫn ăn. Hả? Yeah.
nhanh chứ không